Xin chào quý vị và các bạn. Chắc hẳn thì trong những ngày qua thì những tin tức cập nhật về COVID-19 diễn ra trên toàn cả nước và đặc biệt là tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh cũng khiến rất là nhiều người quan tâm. Và tuần qua thì tôi có thu thập lại được một số câu chuyện và có thể nói là trong cái giai đoạn này thì hầu như ai ai trong mỗi chúng ta đều có một cái tinh thần rất là vì cộng đồng, rất là vì những người xung quanh. Thì câu chuyện đó nó là như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe. Tại một quán cơm nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, trung tâm của quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, các nhân viên vẫn đang bận rộn làm công việc của mình. Nhiệm vụ trong ngày của họ là phải hoàn thành 650 phần cơm để có thể chuyển tới khu cách ly và những khu có người vô gia cư trên địa bàn thành phố. Đang lý ra thì quán sẽ đóng cửa, nhưng mà bởi vì vẫn còn duy trì và chuyển qua mục đích là để nấu ăn từ thiện, cho nên là quán vẫn hoạt động tới bây giờ. Rất là nhiều người phải đóng cửa hàng, có khi phải dẫn đến cả việc sập tiệm vì không thể kinh doanh và buôn bán được. Nhưng câu chuyện vừa rồi cũng cho thấy là những cái nỗ lực, những cái cố gắng không chỉ của riêng anh Mạnh đâu, mà tôi tin chắc rằng là ngoài kia vẫn còn nhiều người cũng như thế nữa. Ví dụ điển hình như chuyện ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày giãn cách đầu tiên, nhiều câu chuyện cộng đồng cũng đã được ghi nhận lại. Đến nỗi mà cái điện thoại của tôi mà có nhiều lúc khi mà mình ghi hình, mình thực hiện phỏng vấn, nó nhiều đến mức mà điện thoại bị đứng hình luôn. Đây là chia sẻ của phóng viên thời sự Nguyễn Hằng thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, hay khán giả vẫn biết tới là kênh VTV9. Vào thời điểm quận Gò Vấp bị phong tỏa, không phóng viên nào có thể vào trong ghi nhận, thì tình cờ chị Hằng lại là người sống ở quận Gò Vấp. Thế nên chị và người đồng hành là chiếc điện thoại đã có những cuộc ghi nhận về đời sống của người dân trong giai đoạn này. Bắt gặp những hình ảnh này tại các chốt kiểm soát phòng dịch ở cửa ngõ quận Gò Vấp. Hai sinh viên ở trọ tại quận xung phong ra phân luồng xe. Gian hàng này sẽ phục vụ 24/24 giờ và nguồn hàng chính là từ món quà ủng hộ được gửi tặng qua Hội Phụ Nữ quận. Những gian hàng không đồng như thế này là một trong những câu chuyện điển hình về tinh thần vì cộng đồng nơi đây. Và đằng sau, nó còn có cả những câu chuyện mà không phải ai cũng đã biết đến. Nhưng mà phía sau nó là rất nhiều câu chuyện ạ. Bạn có biết rằng là để có cái kệ sắt này thì một anh chuyên môn làm nhôm sắt ở trong thành phố Hồ Chí Minh ạ, ở ngay quận Gò Vấp ấy ạ. Anh cũng thuộc diện là gia đình cũng thuộc diện bị phong tỏa. Thì khi anh nghe rằng là các chị mới có ý định làm thế này thì anh mới nói rằng là cho hết, anh sẽ làm hết. Cần bao nhiêu tệ anh sẽ làm, mẫu mã như thế nào, chỉ cần việc chụp hình hay là vẽ ra rồi gửi đến anh ấy thôi và mọi chuyện anh ấy lo hết. Bạn có thể tưởng tượng là bao nhiêu cái tệ như thế được làm chỉ trong vòng có hơn một ngày và hoàn toàn là anh làm miễn phí hết, trong khi bản thân anh ấy cũng gặp rất là khó khăn, bởi vì cửa tiệm thì phải đóng, công nhân thì phải trong nghỉ, mình anh xoay chân và để làm cái kệ đấy. Những cuộc trò chuyện vừa rồi thì đã được tôi thực hiện vào thời điểm trước khi toàn thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16. Đến thời điểm này thì chắc hẳn là mọi hoạt động hay việc đi lại đã bị hạn chế hơn rất là nhiều. Nhưng hy vọng với tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam, thì tôi tin chắc rằng là chúng ta, không chỉ người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà người dân cả đất nước Việt Nam sẽ cùng vượt qua đại dịch này.